xin chào tất cả các bạn trong video này sẽ thực hiện so sánh sự khác nhau giữa là a cộng cộng và cộng cộng a thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác nhau về cơ bản đó là đặt cộng cộng sau cái tên biến a và đặt cộng cộng trước tên biến a thì việc đặt trước và đặt sau sẽ khác nhau như thế nào ở trong lập trình c chạy chương trình Video Studio Code và mở lại thư mục Slide 2 là kích vào New và chọn là Compare Increment .c và nhấn Enter sẽ tràn phần Include stdao.h và tràn vào hàm main ở trong hàm main sẽ khai báo biến a và gán cho giá trị đó là 5. Sau đó khai báo. Ở đây chúng ta có thể là tách cái khai báo và gán giá trị biến A và biến C. Sau đó sẽ thực hiện là gán A bằng 5 và C bằng A cộng cộng hiển thị giá trị của biến A và biến C. A bằng phần trăm D và C bằng phần trăm D. Xuyệt N để xuống dòng. Xác định giá trị của các biến A và C. Tiếp theo thì có thể thực hiện copy nội dung này và sẽ thay đổi ở đây thì chúng ta có thể là thay đổi dự án A bằng 5 và thứ tự là A cộng cộng thì sẽ thay bằng là cộng cộng A và cũng hiển thị giá trị của biến A và biến C. Kích phải chọn rân khâu để chạy chương trình và cái kết quả chúng ta nhận được. Kết quả là với cái đoạn lệnh trên thì sẽ nhận được A bằng 6 và C bằng 5. Và với cái đoạn lệnh dưới thì sẽ nhận được đó là A bằng 6 và C bằng 6. Thì các bạn có thể cho biết nguyên nhân vì sao ở trong khi mà thực hiện đó là A cộng cộng và cộng cộng A thì kết quả có cái sự thay đổi đặc biệt là đối với biến C với giá trị 5 với cái đoạn trên và C bằng 6 với cái đoạn dưới. Sự khác nhau cũng xảy ra đối với toán tử là trừ trừ. Ví dụ ở đây chúng ta thay bằng A trừ trừ và trừ trừ A kích phải và chọn run khâu thì kết quả thực hiện có cái sự khác nhau thì trong cái phần trên thì sẽ nhận được đó là A bằng 4 và C bằng 5 ở trong phần dưới thì chúng ta sẽ nhận được đó là A bằng 4 và C bằng 4. Thì cái sự khác nhau ở chỗ là sẽ C bằng 5 và C bằng 4 đối với hai phần. Trở lại với tuấn tử cộng cộng A cộng cộng và cộng cộng A thì có thể giải thích cái việc thứ tự thực hiện và các cái thành phần chi tiết của C bằng A cộng cộng thì chúng ta có thể diễn tả bằng hai cái câu lệnh tương tự đó là C bằng A và A bằng A cộng cho 1 kích phải và chọn run call kết quả nhận được đó là A bằng 6 và C bằng 5 thì cái đoạn lệnh này thì sẽ tương tự với câu lệnh C bằng A cộng cộng ở đây thì chúng ta có thể hình dung là với C bằng A cộng cộng thì trước hết sẽ thực hiện gán giá trị của A cho biến C. Sau đó sẽ tăng giá trị của biến A lên một đơn vị. Có nghĩa là A cộng cộng thì sẽ tương tự với câu lệnh đó là A bằng A cộng cho 1. Và với C bằng cộng cộng A thì tương tự với đoạn lệnh đó là a bằng a cộng cho 1 và gán c bằng a. Với đoạn lệnh này thì trước hết sẽ thực hiện là tăng giá trị của biến a lên cho một đơn vị và chúng ta sẽ lưu ý sự khác nhau là nếu đặt cộng cộng trước tên biến thì sẽ tăng biến trước khi thực hiện các cái thành phần ở trong biểu thức. Và nếu chúng ta đặt cộng cộng sau tên biến thì sẽ thực hiện các cái thành phần ở trong biểu thức trước rồi sau đó sẽ tăng giá trị của biến lên một đơn vị. Và với cộng cộng a thì sau khi cộng giá trị của a lấy một đơn vị và sẽ lấy giá trị của biến a sau khi uh, cộng 1 và gán vào cho biến c thì lúc này C sẽ bằng 6 và A cũng bằng 6. Và kết quả rất là rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy với cái đoạn lệnh tương ứng như thế này thì sẽ hoán đổi thứ tự của cái câu lệnh A bằng A cộng cho 1 trước và sau khi thực hiện các cái phép toán gán. Và nếu là đặt sau thì giá trị của C sẽ là 5 và nếu là đặt cái câu lệnh A bằng A cộng 1 trước thì giá trị của C sẽ là bằng 6. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.